Chris Brown bị từ chối nhập cảnh vào Canada, tin từ Canada. Theo nam ca sĩ Chris Brown cho biết, anh đã bị từ chối nhập cảnh vào Canada để chuẩn bị cho các buổi biểu diễn sắp tới tại Montreal và Toronto. Theo nhà tổ chức sự kiện Evenco cho biết, chương trình biểu diễn của Brown tại Montreal cùng với Trey Songz và Tuka đã bị hủy bỏ vì vấn đề nhập cảnh. Ngoài ra, hãng bán vé Ticketmaster cũng đã thông báo là chương trình của Brown ở Toronto đã bị hủy bỏ. Trên tài khoản Twitter cá nhân, Brown đã cho biết là mình bị chính phủ Canada từ chối cho nhập cảnh. Hiện vẫn chưa rõ Brown đã bị từ chối nhập cảnh tại đâu và khi nào trên đất của Canada. Hiện nay thì nam ca sĩ này đã bị thu hồi án quản chế vì rời khỏi Los Angeles County mà không có sự cho phép của tòa án. Việc các nghệ sĩ nước ngoài bị từ chối nhập cảnh vì những rắc rối về mặt pháp lý không phải là hiếm. Vào năm 2010, Brown cũng từng phải hoãn một chuyến lưu diễn tại Anh Quốc vì visa bị chính phủ từ chối. Án quản chế của Brown xuất phát từ vụ tấn công nữ ca sĩ Rihanna vào năm 2009, thời điểm mà cả hai vẫn còn đang hẹn hò. Brown đã rất khó khăn để tránh khỏi những rắc rối theo sau các điều khoản quản chế. Vào năm 2014, nam ca sĩ này đã bị bắt giam 2 tháng rưỡi vì vi phạm những điều khoản quản chế của mình.